Vâng, hiện tại thì bây giờ em đang chuẩn bị xuất phát nha quý anh chị. Em sẽ áp tải chiếc Forester này từ Vĩnh Long về lại ở Lâm Đồng. Bây giờ em đang có mặt tại ở một khúc đoạn đường này đâm thẳng về Cần Thơ và đây về lại Lâm Đồng. Dừng lại ăn một miếng cơm ở chỗ này, bảy bún bò. Rồi em ăn xong thì em sẽ một trình với chiếc Forester này tiến thẳng về lại Lâm Đồng trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời tất cả cô chú anh chị theo em ngắm một khúc cung đường review trên đường nhé. Trên cầu Mỹ Thuận nha quý anh chị. Cái cầu rất là đẹp của một tuyến đường tiến thẳng về dưới miền Tây. Em vẫn đang chạy chiếc Daewoo, chiếc Forester. Xe này thì cũng mới vừa lấy, hiện tại thì em nó đã tới cầu Mỹ Thuận. Xe chạy rất sướng nha anh chị. Xe chạy rất sướng, tay lái cho clip được cực kỳ nhiệt. Nhịp nối về cho người dân của miền Tây. Bên kia hình như họ đang làm thêm một cây cầu nữa anh chị. Không, bên kia họ đang làm thêm một cây nữa hay sao á. Em là trạm thu phí Bốt Cai Lậy nha quý anh chị. Trạm này hôm nay đã đưa vào lại hoạt động lại. Cũng một thời gian cũng làm oanh liệt ở cái trạm này, các bác tài làm oanh liệt ở cái trạm Bốt Cai Lậy này. Chiếc xe Forester một giá thành chỉ bằng như chiếc xe Honda thôi, chạy rất phê, rất tái, mấy lần phà phà đấy, chạy thật, chạy rất ngon. Như anh chị hỏi chứ xe cỏ chạy ngày 300 cây không, em chạy ngày 300 cây bình thường. Của xe cũ quan trọng nhất là cái máy nha quý anh chị, cực nhất là cái máy. Máy mà nó ngon thì mình chạy đi đâu cũng được hết á. Em đang có mặt trên cao tốc Trung Lương nha quý anh chị. Đây là một khúc đường của cao tốc Trung Lương. Dừng chân giữa cao tốc Châu Thành nha quý anh chị. Đây, trạm dừng chân. Nay thì trời không khí cũng rất là nắng, giờ thì không mưa. Thì vẫn một chiếc xe đồng hành với em từ Vĩnh Long lên. Mà trời rất đẹp nha quý anh chị. Đây. Trời quá đẹp luôn. Không mưa. Giờ em vô em kiếm ly nước em uống xong rồi nghỉ chút xíu rồi tiếp tục một cuộc hành trình chuẩn bị vào về lại Lâm Đồng. Hôm nay thì có một mình em chạy. Hôm nay mấy anh em ở nhà có công việc, mỗi anh em mỗi tỉnh thôi. Hôm nay em đi Vĩnh Long thì có đúng một mình em đây thôi, không có ai cả. Đấy. Đúng một mình một người thôi. Giờ này
cao tốc Trung Lương đang rất là kẹt xe nha quý anh chị. Đó. Chiều là kẹt kinh khủng luôn. Lúc này là phút ra hết cao tốc rồi anh chị, đầu ra ngoài cao hạ tốc rồi. Em thì đang kẹt quá trời kẹt luôn. Ngồi dài xếp dài. Một cây số thôi có khả năng là đi phải nửa tiếng đồng hồ là có thật nha cả nhà.